Đâu, sau đây thầy và các em chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về danh pháp của axit carboxylic. Thế thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho các em về cái tên thay thế hay còn là tên hệ thống danh pháp IUPAC của axit carboxylic. Thì các em nhớ cho thầy cái bảng bảng như thế này. À, tên axit thì bằng axit cộng với tên của hydrocarbon tương ứng với mạch chính và cộng với đuôi ox. Ở đây chú ý là những cái uh, từ cố định, từ khóa cố định người ta sẽ đặt trong giống hoặc kép do đó các em không thể thiếu được ví dụ như là cụm axit này từ axit này chẳng hạn là phải cố định rồi đôi ox cũng cố định thế còn cái đây là hydro carbon tương ứng với mạch chính tên của hydro carbon tương ứng với mạch chính tức là cái hydro carbon đó mạch chính nó có thể hydro carbon no không no hoặc thơm chúng ta đã học cái cách gọi tên của những anh đó rồi thì chúng ta áp vào đây cho thầy là xong và cộng với đuôi ox nữa là ra tên của cái axit được chưa nào Thế thì cũng tương tự như khi chúng ta gọi tên thay thế của anhydride hoặc ceton thì uh, hay ancol thì uh, cũng có những cái nguyên tắc mà các em phải lưu ý. Đối với axit carboxylic thì các em nhớ cho thầy mạch chính phải là mạch dài nhất mà chứa cho chứa cái nhóm uh, COH được chưa? Tương tự như anhydride thế đúng không? Và khi chúng ta đánh số thì nhớ cho thầy đánh số 1 từ cái nhóm COH bởi vì uh, cái trong cái nhóm COH đã có nguyên tử carbon nằm đấy rồi chúng ta phải đánh số từ đấy, được chưa nào? Thế sẽ lấy ví dụ để minh họa cho các em nhé. Ví dụ đơn giản thôi về một cái axit carboxylic mà no nhưng mà có nhánh ở phần gốc hydrocarbon được chưa? Thế các em nhìn vào anh này, các em thấy rằng là chúng ta nếu mà chúng ta chọn mạch chính thì chúng ta cũng có thể chọn à, bởi vì anh này có một cái trục đối xứng phụ qua đây mà đúng không? Do đó chúng ta có thể chọn mạch chính là mạch như thế này cũng được. Đấy, hoặc là mạch đi theo hướng như thế này cũng được. Đúng không nào? Và đánh số thì hiển nhiên rồi, phải đánh số 1 từ cái nhóm COOH này Vậy thì chúng ta sẽ đánh số là 1, 2, 3, 4 Và khi gọi tên thì rất đơn giản đúng không? Tên thì phải có chữ axit này Sau đó cộng với tên của hydrocarbon tương ứng với mạch chính Tên hydrocarbon carbon ở đây chúng ta thấy có mấy nguyên tử carbon? 4 đúng không? 4 Mà đây là một cái gốc hydrocarbon no đúng không? Do đó chúng ta phải đọc nó sẽ là butan và cộng với cái đuôi OX nữa Vậy anh này sẽ đọc tên thay thế của nó là axit 3 bởi vì là có nhánh metin nằm ở vị trí carbon số 3 này 3 metin butan xong là OX đằng sau thấy chưa cái axit 3 metin butan rất đơn giản thì đây là dạng axit mà có nhánh thầy lấy ra cho các em để các em làm quen dần chứ cái công thức này cũng rất đơn giản thôi thế thầy sẽ lấy một cái ví dụ nữa để minh họa cho các em liên quan đến cái vấn đề mà khi gọi tên axit thì chúng ta chú ý là phải nắm chắc cái phần gọi tên của cái hydrocarbon tương ứng mạch chính như thế nào. Ví dụ như thế này ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cái axit không no đúng không? Axit không no và làm sao? Và ở dạng mạch thẳng đúng không? Thế bây giờ chúng ta chúng ta sẽ đánh số như thế nào? Đánh số thì hiển nhiên rồi đúng không? Từ đây một hai ba bốn năm thì khi gọi chú ý cho thầy là trong cái gốc thi đấu carbon này cái phần nhánh phần phần gốc ấy thì nó có liên kết ba do đó chúng ta nhớ liên kết ba thì là chính là ankin đúng không đấy. thì do đó chúng ta khi mà gọi tên axit thì nhớ cho thầy phải biết cách gọi tên của ankin đấy chúng ta mới gọi chuẩn được cái tên này anh, ấy, anh ấy như này như thế này nó chính là pen bởi vì đó mà chính có năm được carbon mà hai này là số chỉ của liên kết ba này in thể hiện là cái cái nhóm ankin đấy còn uh, của tên của hydrocarbon tương mạch chính lại và thêm đuôi ox vào đọc là pen 2 in nox rất đơn giản được chưa nào đấy là tên thay thế của acid carboxylic nhá thầy lấy ví dụ cho các em như vậy sau đó, sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tên thông thường khi chúng ta học đến axit carboxylic thì chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta gặp cái tên thông thường nhiều hơn là chúng ta gặp cái tên thay thế do đó mà các em uh, sau đây thầy sẽ liệt kê cho các em một số cái tên thông thường của axit carboxylic Hiển nhiên rồi tên thông thường đối với axit carboxylic thì thường xuất phát từ nguồn gốc tìm ra cái axit đó Được chưa Chúng ta có cái bảng như thế này Để các em so sánh thì giữa tên thông thường và tên thay thế thì thầy sẽ có một cột axit, một cột là tên thay thế và một cột là tên thông thường Sau đó thầy sẽ liệt kê cho các em một số cái axit mà các em hay gặp phục vụ cho các em học trong chương trình hóa học 11 và cả 12 nữa Được chưa chúng ta sẽ điểm qua một số anh đầu tiên đó chính là axit HCOH đúng không tên thay thế của anh này Acid axit metanoic và tên thông thường là axit formic anh này quá quen thuộc kem rồi đúng không tên thông thường nó xuất phát từ tên của loài kiến formica formica đấy được chưa thế còn một axit cũng rất quen thuộc nữa chính là CH3COH tên thay thế của anh này là axit ethanoic và tên thông thường axit acetic acid, khi các em gặp cái anh cs 3 coh này thì các em thấy rằng chúng ta hay gọi tên anh này theo tên thông thường hơn đúng không rất ít khi gọi tên theo tên thay thế nhưng cũng phải nhớ nhá, đúng chưa bởi vì đây này ở đây mạch trong này có hai nguyên tử carbon mà hai là etan đúng không đấy do đó anh này là axit Ethanoic nhớ như thế tiếp đến một axit nữa chính là nằm trong dãy đồng đẳng của anh này thôi là C2H5COH thì có ba nguyên tử carbon nên tên thế tên thế của anh này axit propanoic. Đấy, còn tên thông thường thì các em rất hay nhầm với anh này thì các em rất hay nhầm giữa tên thay thế và tên thông thường anh này nhá tên thông thường là axit propionic được chưa? đấy còn tên thay thế là axit propanoic. Đấy, phân biệt cho thầy nhá. tiếp đến uh, một axit nữa C3H7COH thì anh này ấy, có bốn nguyên tử carbon đúng không? Axit butanoic tên này thế, còn tên thông thường axit butyric. Được chưa? Các thầy liệt kê cho các em. Các okay, em in cái cái bảng này ra để mà nhớ cho thầy nhá. In xong dán lên trên trước cái bàn học của mình ấy. Tiếp đến là C4H9COH thì anh này có 5 nguyên tử carbon, tên thay thế là axit pentanoic, rất dễ đúng không? Nhưng mà chú ý tên thông thường là axit valeric thầy giới thiệu những anh này ra để phục vụ cho các em sau khi các em lên lớp 12 nhá. Chúng ta học, chúng ta sẽ gặp những axit này rất nhiều đấy trong cả lý thuyết và bài tập nữa. Do đó phải nhớ, rất giá trị cái bảng này nhá, nhớ chưa? Tiếp nhá. Axit tiếp theo công thức cấu tạo C5H11COH thì có 6 nguyên tử carbon nên tên tên thế của anh này chính là axit hex hexanoic, được chưa? Nhưng mà tên thông thường thì là axit caproic Đấy Bây giờ chú ý cho thầy nhá Lên lớp 12 sẽ gặp anh này Rất nhiều đấy chưa Đây là tất cả từ đầu đến giờ đấy, Anh này nằm trong dãy đồng đẳng của axit uh, No đơn chức mạch hở Thế bây giờ chúng ta tìm Giờ chúng ta nhớ cho thầy Một cái axit khác là axit không no Đơn chức mạch hở uh, Acid Axit này cũng có, có công thức cấu tạo CH2 nối đôi CH, COH Các em cũng đã gặp rồi Thế anh này Tên uh, thay thế của anh này là axit đấy, propen mà bởi vì có đôi đôi kìa trong anken đấy được chưa? đấy còn tên thông thường là axit acrylic thì người ta rất hay gọi anh này theo tên thông thường cũng tương tự như axit acid acetic này được chưa? đấy còn uh, một anh nữa hai anh nữa đầu tiếp theo là C6H5COH um, axit thơm đúng không? thì uh, anh này có đặc điểm mà tên thay thế và tên thông thường giống nhau axit benzoic rất quen thuộc rồi còn không nhỉ à còn một anh nữa đó chính là anh axit hai chức cũng rất quen thuộc với các em chính là axit oxalic các em cũng rất hay gặp anh này với cái tên thông thường đúng không thế nhưng mà với cái tên thay thế thì các em thầy nghĩ là rất ít gặp thế nhưng mà chú ý nhá anh này có hai nguyên tử carbon này là... no nữa do đó là etan etan nhưng mà có hai cái nhóm COH Do đó chúng ta phải là xong rồi hai nhóm COH phải là đi OX được chưa? Đấy. Cái hay ho của cái bảng ấy uh, liên quan đến cái việc mà các em học là bây giờ và đến lớp 12 các em cũng sẽ gặp lại rất nhiều những anh này do đó mà thầy phải liệt kê cho các em in ra cho thầy nhá. Thế trên đây thầy đã giới thiệu xong cho các em về danh pháp của axit carboxylic rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái phần tính chất vật lý của axit carboxylic.